Hợp tác xã Xà Phìn, Hà Giang có 50 hecta chè san tuyết cổ thụ. Mỗi gốc cây ở đây đều có hàng trăm năm tuổi. Từ khi liên kết với doanh nghiệp, mỗi gốc cây chè được đánh số để bảo vệ, chăm sóc, thu hái theo đúng quy trình doanh nghiệp đưa ra. Công ty của Việt Nam người ta đặt vào cái tiêu chuẩn cần phải rất chất lượng rất cao. Đấy. Cho nên bà con phải hái cái chè phải hái rất phải cẩn thận, không bị dập chè. Cho nên là sáng hái, chiều phải mang đến xưởng để chế biến thì cái chất lượng nó mới được đảm bảo. Thời điểm này cuối vụ xuân, mỗi ngày hợp tác xã cung cấp khoảng 250 kg chè tươi làm nguyên liệu cho xưởng chế biến. Tại đây chè được chế biến theo đúng chuẩn để ra thành sản phẩm cuối cùng. Theo đại diện doanh nghiệp, hiện những sản phẩm chè san tuyết ở đây đã có mặt tại EU và trong 2 năm tới, EU cũng là thị trường trọng điểm của họ. Chúng tôi chọn những cái xưởng mà có đầy đủ các cái trang thiết bị tối ưu. Đồng thời chúng tôi mời những nghệ nhân nổi tiếng ở trong nước, những người mà làm trà nổi tiếng, cũng như là mời cả những cái chuyên gia từ nước ngoài về để phối hợp cùng nhau ổn định, chuẩn hóa cái quy trình từ việc thu hái đến việc chế biến và cái việc bảo quản thành phẩm. Trong bối cảnh các quy định về chất lượng an toàn thực phẩm của EU và Hoa Kỳ ngày càng nghiêm ngặt, theo Hiệp hội Chè Việt Nam, việc thúc đẩy dòng chè hữu cơ, chè cổ thụ đặc sản là hướng đi vừa đúng vừa trúng và nâng tầm giá trị cho cả ngành chè Việt Nam. Đòi hỏi sau này cần phải sự hỗ trợ của nhà nước về các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ ngành chè, xây dựng các chuỗi giá trị như thế. Việt Nam đứng thứ 6 về sản lượng chè trên thế giới, thế nhưng tổng doanh thu của ngành chè chỉ khoảng trên dưới 500 triệu đô la Mỹ. Vì thế, việc đẩy mạnh dòng chè đặc sản, hữu cơ là cách đi được nhiều doanh nghiệp ưu tiên trong thời gian tới để thay đổi cơ cấu của ngành chè, giảm sản lượng, tăng giá trị xuất khẩu. Hoa sen hôm ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa sen hôm, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa sen.